Chào các bạn đã quay lại với kênh nhá. Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách để chơi các cái hệ game NES, SNES, Sega trên cái máy PS3. Để chơi được các cái hệ game này trên máy PS3 thì các bạn cần cài một cái chương trình sản lập, đó là cái Richard. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn để cài và chơi các cái hệ game 4 nút trên cái máy PS3 này. Thì các bạn đầu tiên các bạn cần một cái USB để mình cóp cái bộ cài và cũng cóp game bằng USB đó. Mình có thể chơi game trên USB hoặc là cóp sẵn game vào ổ cứng của cái máy PS3 đều được. Các bạn cắm USB vào máy tính. Đây, USB mình đã cắm vào máy tính đây. Cái USB của mình 32GB nhá. USB các bạn phải format ở định dạng FAT32. Đây, phải format ở FAT32 thì cái máy PS3 nó mới nhận được. Còn ví dụ format ở NTFS là máy PS3 nó không nhận được đâu. Trong USB này mình đã cóp sẵn các cái hệ game của Sega này, game NES này và game SNES này. Mình đã cóp sẵn 3 cái hệ game này mà. Đấy, số lượng game trong này cũng rất là nhiều. Đấy, rất là nhiều luôn. Các bạn nào mà cần thì cứ comment ở video này, mình sẽ chia sẻ game này cho nhé. Đấy là game. Còn cái bộ cài Richard thì các bạn sẽ download về và copy luôn vào trong cái USB này. Cái bộ cài này mình sẽ các bạn download ở cái link đính kèm ở trong phần mô tả video nhé. Đấy, sau khi các bạn đã cóp game này, cóp bộ cài vào cái USB, mình sẽ cắm cái USB vào con PS3. Sau khi các bạn đã cắm USB vào cái máy PS3 thì các bạn vào cái phần Packer Manager và chọn Install Packer File, chọn Standard và mình sẽ cài cái file Richard này .pkg. Ok, sau khi cài xong thì các bạn sẽ thấy nó có một cái app ở đây. Đi chỗ app này, các bạn vào cái app này. Đây là menu của cái đi chỗ app. Các bạn vào để chơi game thì các bạn vào load content. Và chúng ta chỉ hướng dẫn để lưu cái file game này. Mình lưu ở phần USB, trong USB đây, USB 00 đây, có các cái thư mục game Sega này, NES game này, rồi SNES này. Đấy, các bạn thích chơi game nào thì vào game đấy. Ví dụ mình vào game NES đi, thử một trò nào đấy, Mario nhá, rất nhiều luôn. Vài nghìn game. Bên shop mình có bán cái ổ cứng chứa game này nhá. Tất cả các loại game PS3, PS2, PS1 và game 4 nút Super Mario Bros. Đây, mình sẽ chọn cái NES
Famicom QuickNet này nhá. Đấy, mình có thể chơi một hoặc hai người. Start. Rồi để thoát game này thì các bạn ấn hai cái cần ấy, đồng thời hai cái cần. Đấy, nó sẽ ra menu này. Resum hoặc là khởi động lại hoặc là close content. Thì mình chọn close nhá. Đấy, sẽ thoát cái game này ra để mình chọn game khác. Tương tự như vậy với game content. Với game Sega hoặc là game SNES thì cũng chọn như vậy. Đây các bạn chọn game này. Load archive. Đấy, chọn SNES này. Quá trình vào để chơi game thì nó nhiều bước thôi, nhưng mà mục đích cuối cùng là mình chơi được. Đây, đây là game SNES nhé. Thoát game này. Và game Sega cũng tương tự như vậy. Các bạn có thể copy cái game này vào trong cái ổ cứng của cái máy PS3 thì đỡ phải dùng chơi USB. Để copy thì đây các bạn vào đây. Thoát cái Visual Art này ra. Đấy, các bạn vào cái Multiman này, này. Cái mặt đen này. Để copy từ cái USB vào cái ổ cứng của máy PS3. Nhưng mỗi lần chơi mình không phải cắm USB vào nữa. Đấy, các bạn vào đây, File Manager này. Đấy, sau đó mình sẽ chọn cái nguồn là USB. Đây, game SNES, ví dụ mình chọn cả thư mục này, copy cả thư mục này. Chọn, bấm chọn, copy. Sau đó mình sẽ paste vào ổ cứng. Đây, ổ cứng của cái máy PS3 là dev này, HDD0 này. Đấy, mình sẽ paste vào đây thôi. Yes. Nó sẽ copy tất cả những cái thư mục này vào trong cái ổ cứng của máy PS3. Để mà chơi thì các bạn thay vì vừa nãy mình load từ cái USB device 000 ấy, thì mình chọn cái HDD 00. Thế thôi, cũng đơn giản. Rất nhiều game.
1.000 file tương ứng với cả 1.000 game. Đây là riêng game NES thôi, còn game SNES và game Sega nữa, nó phải mấy nghìn file, mấy nghìn game. Bạn nào có nhu cầu mua thì cứ comment ở dưới video này, bên shop mình có bán nhé, bán cả cứng chứa game, game PS3, game PS2, PS1, game NES, SNES và Sega hết. Đấy, như vậy là mình đã copy vào đây rồi. Đây, thứ một đây, NES game này. Giờ mà các bạn thoát cái này ra. Thoát cái Multiman này ra. Với điều kiện là cái máy PS3 của bạn phải hack rồi nhé. Đây, xong rồi bạn lại vào Restore này. Đấy, mình lại vào load content. Đấy, chọn HDD0, dev HDD0, không phải USB 0.0 nữa. Đấy, xong mình chọn đến game thứ 1, NES game mình vừa có vào đây. Quick net. Đấy, như vậy là chơi rồi, chơi game trong cái ổ cứng. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách để chơi game NES, SNES và game Sega ở trên cái hệ máy PS3. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy like giúp mình nhé. Nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.